Chào cả nhà yêu, chào cái này. Xin chào cả nhà. Đấy, hôm nay đầu bếp Hải này tiếp tục thể hiện món Lần đầu tiên đến đi kênh chợ. tiết canh châu. Lần đầu tiên là Gọi thằng là người là sao giúp biển hôm nay được đấy, đầu bếp Hải hôm nay là thể hiện tiết canh châu. Cả nhà này, một đĩa đồng cứng luôn này, lấy tay nhón được đấy. Ngon như cả nhà. Ở đây là món nạp châu nha, thịt châu sống đấy, ngon lắm, thơm phức luôn, các loại gia vị rất thơm nhỉ, ngon như cả nhà. Điện tích cảnh nhanh mới đỉnh ấy. Đấy, đầu bếp Hải hôm nay thể hiện đánh cái châu lần đầu tiên đấy, cảm thấy nói nó có tự tin hay là vẫn run? Vẫn run, đông rồi tự tin. Thế lần sau cứ thế thôi nhá. Đầu bếp Hải này chim cò thì khiếp lắm, đúng rồi, đứng xem ông biển đánh rồi. Hôm nay để con cháu nó làm đồng cứng luôn cả nhà, giống lại đánh đồng đặc lắm, thích lắm. Thế là bữa cơm tối của anh em với cháu mình lại tiếp tục lại món tiết canh châu. Nạp châu, nạp châu bữa cơm tối rất chi là ngon. Lấy cốc rau rượu chưa? Ồ, thích chưa cả nhà, đồng kết ấy. Tuyệt vời không có chờ. Qua đi. Nhưng cả nhà, đồng cứng luôn, ngon chưa? Nói bữa cơm tối anh em chú cháu mình này, có cái món này là ngon rồi. Ở nhà quê mình thế này là nhất quả đất. Tuyệt vời không có trời. Bữa tối ngon lành thành đào. Nha, mà. Mời cả nhà uống rượu anh em mình nhá, anh em chú cháu mình. Bữa tối này làm đĩa canh châu và làm châu này nó ngon lành canh đào rồi. Wow. Món này ăn mới ngon này. Nạp châu. Ngon lắm cả nhà. Chua quá. Hải khả năng bắt chua quá nhỉ. Cháu ăn vừa. Cái này uống bia cũng ngon. Bia tuyệt vời. Bật đèn trước. Phải bật đèn nét này cả nhà. Tối. Có khi phải lấy xìa xúc được bạn. Nhưng nạp châu ngon. Quá ngon. Mãi không chán. Đúng rồi. Đây cả nhà. Cho rất nhiều các loại rau cũng luôn. Hôm nay cho rất nhiều rau ăn nó mới sướng cả nhà. Ngon lắm. Cực kỳ nó ngon luôn. Nạp châu. Hôm tưởng gì đông thế, đông hơn đông gì. Đông hơn mọi hôm mình đánh. Này Hải đầu bếp Hải là đánh là địch đấy. Hôm Tết nó không đông, hôm nay tưởng đông lại trên đấy. Một tiết hai nước. Một tiết hai nước à? Mỗi hôm tao đánh ba nước luôn. Nó tùy theo hôm nó hãm mặn hãm nhạt. Hôm nay có hạt tiêu thơm, ngon. Ngon. Ngon nhỉ? Cái này Hải nó cho chanh nhiều chất chua nữa nên nó càng ngon. Đến lần sau cứ làm thế thôi đúng không? Ủa đây, canh keng đấy. Đủ gia vị rồi. Tuyệt vời không một trời không nhỉ? Cũng phải đến lượt mình làm miếng là thèm lắm rồi. Hôm nay cho nhiều rau ăn mới ngon này cả nhà. Đấy, ngon chưa? Ôi là cay lắm rồi nhỉ, giống trong này rất cay. Dạ, tiêu rồi. Có cả hạt
có mùi hạt tiêu nữa nhỉ. Có cả mùi hạt tiêu nó ngon hẳn lên. Vừa là đấy. Ngọt. Thịt trâu đỏ au. Đấy. Này, ngọt. Nào cái này cháu lại thích cơ. Thích à? Nào cái này thích, ăn quen mồm lại thích rồi. Ngọt. Nào cái này ăn lại quen ngon rồi. Gắn đi cả nhà. Nạp trâu đấy. Ngọt. Đấy, ăn ngọt lắm lắm. Đấy. Ngon quá cả nhà. Chục quá. Nói này phải chua cay mới ngon. Nam ơi. Ngon này. Không nói mùng một à? Chắc đấy. Ăn được rất chua, ngon nhất cũng rượu vào. Uống rượu này là mới vào mới đỉnh. Keng đi. Keng cái nhỉ? Keng cái ăn. Thế là hôm nay mùng một à? Hôm nay mùng một. Này phải cho nhiều rau cả nhỉ, rau. Nhiều rau, các loại rau thơm. Tỏi, tiêm, đấy, muốn tỏi, tiêm, ăn ngon. Ngon. Đấy, hôm nay nghe có vẻ nhiều hơn gia vị hôm ăn khác ngay đúng không? Ngon. Chủ yếu nhiều gia vị, rau thơm đúng không? Đấy cả nhà, mình cứ kiểu ba anh em chú cháu mình là một đĩa to này. Cái cảnh ăn cho nó sướng đời thằng Tá Điền. Một đĩa nạp trâu. Gọi là Tây Bắc gọi là nạp trâu nhưng mình gọi là thịt trâu sống. Ngon lắm. Trâu tái. Trâu tái, vắt chanh rồi tái hết. Một thô cũng thu vào đấy nó bẩn đấy. Chưa xương nó khoai. Còn cả nhà đây là thịt trâu xào rau muống. Trâu xào rau muống. Và nạp trâu và tiết canh trâu. Ba món hôm nay gọi là trâu và trâu. Nào. Trâu xào rau muống. Mời cả nhà ăn món mới nó nóng. Trâu xào rau muống ăn là ăn đi mai cho bà cho ở nhà. Ăn bắt cái này xong rồi mai lại xuống bà xem. Nguy còn ăn hai mày bán đầy. Rồi. Sấn cái cành nha cả nhà. Ủa sao lại dán thế? Dán nhỉ? Thì đống đống đắt luôn. Khoanh. Đây gọi là khoanh vùng. Đồng đồng chưa cả nhà. Cả nhà đồng quá, đồng kín luôn. Ui giời, ngon rồi. Ăn thế mới sướng. Đồng 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 bếp Hải đánh đỉnh thật. Ăn giòn nó. Hôm nay tao toàn súp nên nó cống họng. Súp cả xìa vào làm gì phải bát nữa. Đấy, ui giời, có đồng nhỉ. Xin mời nhà nhé. Đấy. Thịt canh. Ngon thật đấy cả nhà. Đến được biển đây cả nhà. Chanh ăn là phải biển nó phải ớt đi. À có tỏi không? Bác phải có tỏi không? Mình xuống đấy mấy dấu tỏi đây là Hải không? Đấy cả nhà đông chưa? Đầu bếp Hải hôm nay thể hiện đấy. Đầu bếp chim cỏ chuyên chim cỏ. Mời cả nhà nha. Ngon lành chưa? Ngon lắm cả nhà. Ăn toàn cũng cuống họng luôn là giòn. Nhai cứ cùng cốc. Đầu với Hải thể hiện đấy. Giảm cân cả nhà, nhìn thấy không? Hôm nay cơ bản nhiều sụn quá nhỉ, ăn nó giòn gừng cốc cốc. Xin mời nhà nhé. Cho miếng tỏi vào ngon lắm. Chọn không?
Bằng phốt thì phải lên cân. Lên được bao quả này. Được cay lắm. Ui dồi, đồng quá thế này. Tỏ, ui dồi, cho cắm rau tỏi to đấy nha. Ăn khổ hồi sướng. Rồi tối cả nhà thông cảm nhé. Ngon lắm. Tuyệt vời không mà chẳng. Ngon. Ngon lắm cả nhà. Lại lên ngợp mình thôi. Rồi sao quay được. Nóng sụn quá. Mùi sụn giòn. Hôm nay thêm mấy cái xỉa. Hơi nhiều sụn khóng ngọt. Siêu to khổng ngọt. Ừ, vắt cho chú tí chanh rồi chứ. Đấy, thấy không? Mời cả nhà nhé. Ngon chưa? Đấy. Một rau tỏi luôn, cả một rau tỏi luôn. Ngon lắm. Ừ. Ngon lắm. Nhai toàn sút rồi. Ngon cơm ngon đâu. Đó. Đang có ngon không? Rồi Hải nói rất nhiều sụn. Cả cái cống họng cả nhà, tâm là nó giòn, ngon. Đấy, thằng cháu này bây giờ nó bảo để cháu đánh thể hiện nó đông đắng luôn. Nó dần dần nó cứ quen hết mà. Thử đi cháu à, là tiếp tục đi. Ông đang ăn tiết canh trâu và nạp trâu. Thằng con nhà đầu bếp nó đang bảo ông Biển ăn đi đấy. Đông như cả nhà, đúng cưng luôn. Tay mình đánh nó vẫn tự tin đi. Có lắm. Có lắm nhỉ? Tuyệt vời. Thật là phải đến mình ăn nhìn thấy thèm quá. Mình cứ phải miếng tỏi. Loại tỏi kép này cả nhà, loại tỏi này mới thơm được cả nhà. Đấy, còn cái loại tỏi to, tỏi đầu kia bóc nó dễ thôi, còn cái loại này ăn mới thơm. Tỏi này ít gặp lắm. Còn tỏi này ăn nó thơm lắm. Mua tỏi dễ ta. Nhưng chẳng qua những cái loại này chẳng qua là cái vị bóc là nó ngại, nó nhỏ, hài nhỏ nó mới tỏi kép này, kép tỏi này. Đấy. Ngon lắm cả nhà. Rồi, tuyệt vời một trời. Mời cả nhà. Một tép tỏi, một miếng tiết canh. Giòn, ngọt cả nhà. Thơm của ngọt mát của tiết canh, giòn của cống họng, ăn rất xinh là sướng. Rồi video mình cũng xin kết thúc video đây nha, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Nếu thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ cho Biển và chia sẻ mỗi lần xem cho Biển một like nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào các anh đầu bếp Hải ơi. Chào cả nhà. Chào các bác Phở rồi. Chào nha, hẹn lại nha. Hẹn lại tiếp sau. Clip sau.